Chào mừng tất cả anh em đã đến với bản tin chôn số 183 của chôn bóng đá. Ta sẽ bắt đầu bản tin hôm nay với những tin tức liên quan tới Ronaldo. Vừa qua thì Ronaldo đã chính thức vượt qua Selena Gomez để trở thành người có lượng follow cao nhất Instagram. Cả hai đều có hơn 144 triệu người theo dõi, nhưng Ronaldo lại cao hơn ở những con số lẻ phía đuôi. Như vậy là ngôi vị ông hoàng Instagram chính thức thuộc về tay anh Ro. Cũng nể cái sự khao khát của anh Ro thật, ở bất cứ đâu, bất cứ lĩnh vực nào mình tham gia, anh luôn luôn muốn mình đứng nhất, chứ không bao giờ chịu làm kẻ về nhì. Xoay khớp cổ tay cổ chân. Xoay khỉu tay. Mới đây thì Ronaldo cũng vừa có một câu phát biểu làm xôn xao thế giới bóng đá. Anh nói rằng, thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ bóng đá trên thế giới có thể chơi bóng đỉnh cao trong hơn 10 năm? Chỉ có tôi và Messi mà thôi. Để xem nào. Anh Ro nói câu này thì chuẩn có mẹ nó luôn còn gì nữa. Thử nghĩ mà xem, trước giờ làm gì có ai trong 10 năm liền đều có mặt trong top 3 của bóng vàng, ghi sòn sòn hơn 40 bàn một mùa, luôn luôn cân tim mang về hàng loạt danh hiệu. Những cầu thủ khác ví dụ như Lampard, Buffon, Piqué, Busco cũng đều đá rất hay, nhưng họ chỉ dừng lại ở mức ổn định và đẳng cấp. Còn hai từ đỉnh cao mà Ronaldo nói đến là một phạm trù hoàn toàn khác. Và đúng là chỉ có hai con quái vật Messi và Ronaldo mới có thể chơi bóng đỉnh cao trong suốt 10 năm mà thôi. Ở cái tuổi 27, các bạn làm được gì? Những người nào giỏi có thể mua được xe, mua được nhà, cưới một cô vợ đẹp, có vài đứa con ngoan. Những người kém hơn thì vẫn đang bấp bênh với công việc, chưa biết định hướng cuộc sống như nào, hay thậm chí là bốc được chục cái bát họ, theo lời anh Bình Ngôn. Còn với Steven Zhang, ở cái tuổi 27 anh đã trở thành chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của Inter Milan. Steven Zhang sinh năm 1991, là con trai của Trương Cận Đông, chủ tịch hãng bán lẻ đồ điện tử Suning Holding Group của Trung Quốc. Ông có khối tài sản hơn 6,4 tỷ USD, giàu thứ 28 Trung Quốc và đứng thứ 403 thế giới, theo Forbes. Mong là với sự đầu tư của chàng tỷ phú trẻ đầy nhiệt huyết này thì Inter Milan sẽ sớm trở lại với thời kỳ hoàng kim. Vậy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã trở về sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đây cũng là thời điểm tâm lý nhất của các cầu thủ khi huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn ra 5 cái tên bị loại khỏi đội tuyển. Và 5 cái tên đó chính là Phạm Văn Thành, câu lạc bộ Hà Nội; Đinh Viết Tú, câu lạc bộ Nam Định; Nguyễn Hoàng Quốc Chí, câu lạc bộ Khánh Hòa; Văn Cường, câu lạc bộ Quảng Nam; và đặc biệt phải kể đến Trần Minh Vương, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ai cũng biết Minh Vương là một tiền vệ tài năng, nhanh nhẹn, có lối chơi sáng tạo, đặc biệt sở hữu những cú sút phạt tuyệt đẹp. Nhưng khổ nỗi hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đang quá chật chội, huấn luyện viên Park phải cân nhắc rất kỹ những quân bài tốt nhất mà ông sẽ sử dụng tại AFF Cup sắp tới. Thật tiếc cho Minh Vương, mong rằng ta sẽ được gặp lại cậu ấy ở những giải đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Điều gì phải đến cũng đã đến. Đúng như những gì chúng tôi đã dự đoán ở những bản tin lần trước, huấn luyện viên Lopetegui đã chính thức bị Real Madrid sa thải. Ông trở thành một trong những huấn luyện viên có thành tích tệ nhất trong lịch sử Real. Trong 14 lần ra sân, ông chỉ giành được 6 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua tới 6 trận. Từ một đội bóng hùng mạnh với 3 lần liên tiếp lên đỉnh châu Âu, ông chỉ cần 3 tháng để một mình hủy hoại cả đế chế Real, biến Real Madrid trở thành một kho điểm, điều mà biết bao ông lớn ở châu Âu không thể làm được. Tôi nghĩ chủ tịch Perez đã quá khắt khe đối với tôi. Ông ấy nên cho tôi thêm cơ hội để dẫn dắt Real Madrid. Biết đâu trong một vài trận tới, Real lại tiếp tục thua sấp mặt nữa thì sao? Vậy là chúng ta sẽ có thể giúp đỡ ban phát điểm thêm cho nhiều đội nữa. Đôi lúc, việc giúp đỡ người khác còn quan trọng hơn là việc mình giành điểm số. Đó chính là triết lý bóng đá của tôi. Việc ông ra đi là một nỗi mất mát vô cùng to lớn dành cho các đội bóng khác ở La Liga cũng như Champions League. Rồi giờ đây, ai sẽ trở thành rổ đựng bóng? Ai sẽ chia điểm cho các đội còn lại? Còn riêng về phía Lopetegui thì có lẽ ông cũng chẳng buồn lắm, bởi vì đơn giản là ông bị sa thải nhưng có hẳn 18 triệu euro tiền đền bù hợp đồng, một con số quá ấm áp. Chỉ có mỗi Real Madrid là chịu thiệt lớn nhất trong vụ này. Giờ họ sẽ phải tìm gấp một huấn luyện viên mới có thể dọn dẹp lại đống chiến tích đổ nát mà Lopetegui đã để lại. Các anh em huấn luyện viên online ở đây, ngay lúc này có thể gửi ngay CV của mình cho chủ tịch Perez, biết đâu lại được chấp nhận thì sao?